ok, xin chào tất cả các bạn Thì trong thời gian này, 30 phút đầu tiên thì mình sẽ dành để sửa N3 Thì một số bạn thường hay xem mình và cũng mong là mình sửa N3 Thì hôm nay mình sẽ thử nói về N3 một xí nhé Chúng ta có câu một đó là Aratameyo Aratameyo có nghĩa là gì? Là chúng ta sẽ bắt đầu một cái gì đó mới, đúng không? Đấy, thì là sau khi mà tôi đọc cái cuốn sách này Thì tôi nghĩ là tôi sẽ bắt đầu một cái cuộc sống mới Xe cắt giữa Còn cái gì nhỉ? Atatamete là hâm nóng, làm ống Còn Akirameyo là thôi bỏ cuộc đi Yameyo nghĩa là chúng ta cũng từ bỏ ha các bạn Rồi tiếp thì chúng ta sẽ có đó là câu 2 Câu 2 nó là gì? Là Keshiki À nó là cảnh đẹp à, Đúng không? Keshiki ga mieru đúng các bạn? Rồi tiếp chúng ta có câu 3 Đó là cái mùa gì nhỉ? Mùa, mùa mưa trong năm Mùa mưa trong năm thì cái này nó sẽ là Sự yêu Sự yêu nó không? Rồi tiếp gọi chúng ta có như thế nào? Bài 2 này thì nó sẽ luyện cho các bạn đó là Từ cái hán tự các bạn sẽ chọn sang đó là à, Chữ kanji À, thì ở đây đó là Isoi de o o wakashite kudasai Wakasu có nghĩa là động từ là gì nhỉ? Đun sôi, đun sôi nước nóng Thì nước nóng thì nó sẽ là o đúng không? Isoi de o yu, wakashite kudasai Còn cái từ này nó là abimasu à, nè Từ này là trong atatame này Là làm ấm này hoặc là đồ nóng ta tatakai Còn cái này là gì nhỉ? Netsu là nóng hoặc là trong atsui không? Rồi chúng ta tiếp tới câu 2 đó là ghen à, Nguyên liệu của cái sản phẩm này Đó là dầu thô ừ, Dầu thô thì ghen Chúng ta có ghen điều là câu mấy nhỉ? Đó là câu câu 2 ha Ghen, ghen Tiếp chúng ta có câu 3 à, Zutto tsuki atteita futari ga Tsui ni konjaku này, ở đây thì các bạn có ôm lại ngữ pháp của N4 cũng được nè Là khi mà các bạn có thể thông thường cộng cho xô đã Có nghĩa là gì? Đó là các bạn nghe nói cái gì đó Còn con gia cử có nghĩa là chúng ta con trong kẹt con à, Gia cử trong yaku cử xô cử Kẹt con gia cử so Thì nó sẽ là con gia cử Hôm ước ha, đến hôm trước Thì chúng ta đến hôm trước ha Con con gia cử, gia cử xô cử ha các bạn rồi, chúng ta nói có ở đây chúng ta sẵn ôm nó là suy NI, cuối cùng thì rồi ở đây các bạn có thể ôm thêm một số chữ đó là tsuki a u tsuki a u có nghĩa là gì hả các bạn ha tsuki a u thì nó có hai nghĩa một nghĩa đó là hẹn hò một nghĩa đó là cái mononi tsuki a u có nghĩa là cùng nhau đi mua sắm ha. nó không nhất thiết là nghĩa hẹn hò không nha các bạn rồi tiếp này các bạn có thể ôn lại cái từ hán tự này. Đó là cái từ này nó nằm trong cái chữ đó là con danh sự Đó là hỗn tạp, hỗn độn rồi này nhỏ Nó trong cái chữ mà Jeru ha. Chúng ta một bài có thể là các bạn không có nhiều tài liệu để làm bài tập. Nhưng mà nếu mà từ một cái tài liệu nào đó à, các bạn có tài liệu đó trong tay thì các bạn ráng cố gắng à, giúp mình đó là học cho thật kỹ nó, ừ, học cho thật kỹ nó thì có thể là sẽ ổn ha bù lại chẳng bù lại chúng ta làm thật nhiều mà chúng ta không nhớ bao nhiêu thì nó cũng không có ý nghĩa gì hết các bạn à, các bạn làm cái nào thì cho nó chất cái đó rồi tiếp chúng ta lại có câu một tiếp thì chúng ta sẽ đọc là sao nhỉ say kin thu dần đó hãy dắt à, lại là nghe nói đúng không thể thông thường cộng với soda là nghe nói hãy dắt ti thì có nghĩa là niên kia cái đó thì cái việc dạo gần đây cái việc leo núi thì rất là được ưa chuộng hay dắt ti đường còn nếu mà một người được người khác ưa chuộng mở N3 thì các bạn còn nhớ nó là cái gì không Nếu mà nói về một người mà được người khác ưa chuộng ở N3 thì nó sẽ là mô ừ um, hito là cái người được người khác ưa chuộng là moteru nha các bạn. Rồi các bạn thấy nè, các bạn quan sát cái từ thu rằng là các bạn thấy có chữ Yama, có chữ Nobodimas đúng không? Yama no ở n4 học lên tới N3 thì hai cái từ nó ghép lại nó đọc là thu rằng Rồi khả là y là tốt đúng không các bạn? Kiken á oi là nguy hiểm nè, hetei là giảm nè, đúng không? Rồi tiếp câu 2. Kare wa hontoni atama ni kiteru mitai da ne kao ga maka có thể các bạn không biết được là atama ni kiteru là gì nhớ các bạn nào ở phía sau kao ga maka akara cái mặt đỏ bừng lên luôn à, mặt đỏ bừng lên luôn thì giận đúng không con gì nữa giận chứ con gì nữa ô cốt tê gì được nai là khóc Cô mất là gì? Cô mất là chết rồi phải làm sao phải làm như thế nào không biết không đúng và rất ti rư là gì các bạn và rất ti rư là đang cười à, thường thì rất ti rư thì các bạn nhớ là gì nhỉ nico nico cười tấm tiễm cười mũm mỉm à. Rồi chúng ta có câu 3 tiếp qua nào. Câu 3 start là bắt đầu. Thì đúng là bắt đầu thì chúng ta sẽ các bạn coi kỹ nha. Bắt đầu thì nó sẽ là có câu 2 và câu 3 đấy. Thì các bạn phải coi kỹ trong trường hợp này là cái gì bắt đầu cơ. Gonjano party wa shichiji ừ. cái bữa tiệc của sao? cái bữa tiệc trong buổi tối hôm nay thì nó bắt đầu vào lúc 7 giờ. À, cái bữa tiệc mà bắt đầu thì các bạn phải chọn cái gì? Cái bữa tiệc bắt đầu thì các bạn phải chọn câu 3 nhá Là kaisei à, còn các các bạn ơi, câu 2 là gì? support support nó dành cho cái sự bắt đầu của cái gì? Của giống như là Kuruma nè Hoặc là Hikuki chẳng hạn nha các bạn Các bạn nhớ để ý là chậm chậm mà chắc nha Chứ không thôi vội quá thì nó lại là mất khôn Đấy New Câu 3, câu 1 đọc là new job là chúng ta đi vào cái chỗ nào đó. Câu 4 studio, studio có nghĩa là gì? Là kết thúc một cái gì đó ha. Rồi chúng ta tiếp câu 4 và câu 4 nào. Ứng đô stara ga shite Các bạn thử tưởng tượng các bạn vận động uh, thì cái cơ thể của các bạn sẽ trở nên như thế nào nhỉ? Uh, vận động thì cơ thể sẽ trở nên là boka là trở nên ấm hơn đúng không? Atataka à, cửa natte rồi chúng ta có nurete là gì là ướt đúng không các bạn à, còn tsukarete là gì là mệt à, itaku natte là gì nhỉ itaku là trở nên đau nhỉ à, puka puka là trở nên ấm áp ha rồi Để mình xí nha, mình kéo cái màn hình qua như các bạn dễ nhìn Rồi, chúng ta thấy được màn hình rồi đúng không? Ok Rồi, chúng ta có câu 1 này Chúng ta thử làm coi Sarukara hito e no nitsuite được. Có nghĩa là sao Tôi đang nghiên cứu về cái gì Tôi đang nghiên cứu về cái gì đó Saru là con khỉ đúng không Hito là con người Để Tôi nghiên cứu con khỉ với con người thì có cái gì vậy Cái sự tiến hóa Có thể các bạn không đọc được những cái từ hán tự này Nhưng mà các bạn có thể đọc được âm hán Việt Chúng ta có âm tiếng là cái chữ này Đều là âm tiếng hết đúng không à, Và chúng ta sẽ nhờ vào cái âm hán Việt đó tiến hóa thì nó sẽ là câu câu một đấy các bạn từ tiến và từ hóa có thể các bạn sẽ không đọc được hán hán từ đó không sâu hết chúng ta vẫn có thể chọn được đấy còn câu hai là gì tiến hành còn câu ba là gì tiến xuất cả à, có thể không đọc được không sao đấy đó là lý do tại sao mình hay khuyên học trò mình là nên học âm hán việt á để sau này lên đến đầu ba các bạn sẽ đỡ cực sinh à, ca sinh cô sinh xuất rồi ha rồi tiếp câu hai À, có nghĩa là, trước những các câu hỏi, những cái bài khó thì đầu tiên sao? Chúng ta hãy, chúng ta hãy ôn tập từ sao? Từ cái cơ bản thôi. Thì chúng ta có cái từ cái cơ bản thì nó sẽ là, kỳ hôn tiki na. Kỳ na là cái cơ bản nha các bạn. Ừ. Rồi, cái cơ bản cái căn bản câu 3 tomodachi no no đấy thì đó là tôi đã tặng cho một cái cốc cà phê nhân cái dịp đó là bạn tôi làm sao bạn tôi chuyển nhà thì đó là ode là, là cảm ơn Oinori là gì là cầu nguyện. Oiyoi đó là quà tặng chúc mừng cái gì đó. gai là chúng ta nhờ vả. Thì cái này là gì? chúc mừng cái việc đó là chuyển nhà, dọn nhà gì đó ha thì chúng ta chúng ta tặng cái cái cốc này. Oiyoi. Rồi chúng ta tiếp câu 4 nha các bạn nhé. Câu 4 明日は雨が降りませんように. Rồi các bạn sẽ học một cái thể đặc biệt của cái thằng ように.ように thường các bạn học là gì nhỉ? ように stimos, là đi ở nụ uống đúng không? À, là có khả năng hoặc là cố gắng làm cái gì đó à, trước đó thì nó sẽ là thể khả năng hoặc là thể thông thường còn bây giờ ôi phu đi mà sen mà cộng cho vô nhỉ Đôi khi các bạn sẽ cộng cho mas Mà cộng cho vô nhỉ nữa cơ Đó là các bạn cầu nguyện với thần linh Các bạn cầu nguyện một cái gì đó Ví dụ N sang nhỉ Go kaku shimasu vô nhỉ cầu ơn trên cho con đổ N3 vậy như vậy đó thì nó sẽ làm mất vô nhé còn cái này là cầu trời cho ngày mai đừng có mưa ấy thì là ở về gió phù đi ma sen vô nhí rồi thì các bạn cầu á thì các bạn sẽ đi với cái gì nhỉ đô cả các à, bạn cầu nhờ vả người khác hoặc là cái gì đó những cái tình huống mà nó hơi khó thì các bạn sẽ dùng đó là đô cả ha các bạn đô dỗ là mời đúng không đô mồ là cảm ơn đô đế mồ là gì thì cái đó mình chưa biết <laughs> Bực ngoài cái tầm hiểu biết của mình có thể là nó không có trong tiếng nhật không rồi tiếp câu năm sekini tsukuto nani nani nori ori ga sugu dekita à, sau khi mà tôi tôi vừa bước ngồi vào ghế luôn thì sao cái món ăn cái món ăn nó đã lập tức là gì đem ra tới chỗ tôi luôn à thì ở đây các bạn còn nhớ cái ngữ pháp nói ngữ pháp thì cũng không phải mà nói từ vườn thì cũng không phải ha chúng ta có gì nhỉ các bạn động từ bỏ mát cộng chó tate là cái gì đó vừa mới hoàn thành xong để cái tate no đi cái đồ ăn vừa mới làm xong nóng hổi đem ra cho tôi luôn ha để khi tập nó điều đi rồi chúng ta tới câu 6 lai ghét sự tiến kiên sư cô là đi im mà wow câu 6 này các bạn làm được này chúng ta có từ tenkin là gì Tenkin có nghĩa là chuyển công tác đúng không chuyển việc gì đó đúng không đấy thì uh, bây giờ từ trước cho tới giờ cảm ơn các bạn đã giúp đỡ tôi rất là nhiều thì khi mà chúng ta chuyển việc thì chúng ta sẽ nói với mọi người như thế nào nha các bạn osewa ni nadimashita đúng không osewa ni nadimashita cảm ơn osewa ni ừ. rồi chúng ta có là okage sama, de. Okage -sama de là nhờ ơn trời ờ ừ. okage -sama de là nhờ ơn trời có cái gì đó ừ. omachi sama Omachido sama các bạn có biết câu này là gì không? Omachido sama là Omatase shimashita. Xin lỗi là để quý khách chờ lâu. Omachido sama Gobusata shiteita. Các bạn nghe cái âm mà busata này á là lâu quá rồi không gặp. Ohishashiburi desu ne. Ohishashiburi desu ne ha. Các bạn nhớ nhé, nó là cái âm busata này à, là lâu quá không gặp nó bằng với lại N4. Hishashiburi desu ne. Ừ, các bạn ha. Rồi tiếp nào Tới cái phần này á Thì các bạn sẽ hơi khó một xí Đó là thứ nhất Đầu tiên là các bạn có đọc được hán tự nào không Đó là gì Tsu mê tai ở đây là cái gì nhỉ Đồ ăn lạnh Coi sơ coi có đồ ăn lạnh không Không có đồ ăn lạnh Thì nó sẽ là cái gì lạnh Các bạn thử xem nhé Ờ, ừ. Rồi, nakanaka này thì chúng ta có thể áp dụng kiến thức của N4 chúng ta giải được rồi. À, cái gì nhỉ? Nang kai o lien shite mo nakanaka -ju -ju ni narimasen. Mãi mà không thể giỏi lên được. Rồi, thì bây giờ lạnh thì nó sẽ là cái gì lạnh? <laughs> lạnh thì đúng rồi, nó sẽ phải là cái thái độ lạnh lùng thôi các bạn câu hai. Đấy cái thái độ nó lạnh lùng Chứ chúng ta không nói là phừ diêu lạnh nha Chúng ta nói phừ diêu thì chúng ta phải dùng đó là gì nhỉ Xà mười à, Hoặc là chúng ta có một cái đó là hăng đăng là quyết định Ví dụ như là cái quyết định đúng đắn hay quyết định gì đấy Chứ tự nhiên quyết định lạnh lùng là gì Cái, cái kimuchi, cái kimuchi lạnh nè à? Chưa nghe bao giờ Có nghĩa là làm sao nhỉ thích anh ta tới như vậy rồi mà bây giờ đó, hoàn toàn có cái cảm giác là như thế nào thở hay như thế nào tự nhiên cái cái cái, cái kimochi lạnh luôn thì cái này cái này không có người ta không có nói hết các bạn rồi các bạn thử làm câu hai coi nào nakanaka naka, mãi mà nakanaka naka, mãi mà thường thì nó sẽ phải đi với thể nai Ừ, các bạn sẽ coi coi cái naka nào mà nó đi với thể nai ha thường thì nó sẽ là nó rồi xong rồi các bạn coi nó đi với thể nai rồi nhá xong rồi các bạn còn phải dịch nghĩa nha coi nó phù hợp không nhá đúng rồi cầu ba ha nan đầu muốn dắt tên mi naka naka ừ mắt cười khanai tôi đã làm rất là nhiều lần rồi vậy mà mãi mà nó không không giỏi lên được naka naka ừ mắt cười khanai ấy rồi chúng ta có cái gì nhỉ ở đây naka naka hima chana no de Yasumi ga thui không thể nghĩ được bởi vì nó là hoàn toàn không có rảnh zen zen chẳng hạn ấm chẳng hạn rồi câu 2 um, cái từ này là gì nhỉ em gái của mình đúng không? Imoto, Imoto ga tsukutta ryori wa anmari oishikunakatta. Không có ngon cho lắm. À, chứ chúng ta không dịch là mãi và mãi mà ha. Rồi cái nakana thì nó không bao giờ đi với Zoom đi là dự định nha các bạn. Thôi. Đó, mình sửa N3 ở đây. À, do là N3 các bạn làm hơi yếu. Do kênh của mình là chủ yếu là gì? sữa à, sửa N4 thôi. Thì bây giờ N3 thì mình sửa thử cho các bạn như vậy. Khi mà các bạn học, nếu mà các bạn không có quá nhiều tài liệu, thì từ một cái tài liệu các bạn phải học cho kỹ ha. Có những cái gì thì các bạn học hết những cái đó. Thì nó sẽ là tốt cho các bạn, mình nghĩ là như thế. Đây, vẫn còn bây giờ mình sẽ cho các bạn... Các bạn làm thử cái này nhé Heki này chẳng hạn Còn một tí thời gian của N3 đấy Cho nên là mình dành cho các bạn làm thử đấy Đâu rồi Heki Hiki này thì phải nói như thế nào nhỉ? Hồi đó lần đầu tiên mình mình thường hay nói là cái gì nhỉ? Đái số về đái số về đái số về đúng không? Các bạn thường nghe cái từ đái số vừa đó. Nhưng khi mà mình qua Nhật ấy, uh, cái bác uh, cái bác gọi là trưởng quán của mình, uh, trưởng quán đó thì bác nói là cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng Hiki. Nói Hiki là cái gì nhỉ? <laughs> hồi đó mình không biết kia là cái gì cơ sau rồi mà mình mới biết được đó là à ki thì nó cũng là cái chuyện giống như đó là bình thường không có là cái vấn đề gì cả nó cũng đái bự -e", nó cũng giống như là đái bự -e", dạng như vậy thì ở đây chúng ta có câu một là gì câu câu một này là câu một ha có nghĩa là cho dù tôi không ngủ một đêm đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm giác là bình thường không sâu hết đối với tôi tôi cảm thấy ổn không có vấn đề gì hết À, cho dù là không ngủ một đêm thì vẫn bình thường vẫn ổn không sao mình thấy các bạn chọn câu mộ câu 4 là gì nhỉ cái người đó không có à, cười nhiều lúc nào cũng tỏ ra một cái gương mặt gương mặt bình tĩnh thôi chứ gương mặt hay kia là gương mặt gì <laughs> gương mặt bình tĩnh thôi chứ à. rồi câu 3 là gì nhỉ khi mà động đất à hãy hành động một cách đó là nhanh gọn lẹ dứt khoát hoặc là ổn định chứ hành động <laughs> hành động hay kia này không phải rồi mình nói các bạn hay kia hầu như nó gần như là đái dâu bự vậy á rồi chúng ta có nồi bê rư rõ ràng mình để cho các bạn tự làm đúng không mình để cho các bạn tự làm mà không có sự hướng dẫn thì các bạn làm thì ôi trời ôi một người mỗi người một ý luôn câu 2 Rồi noberu. Noberu thì các bạn thường gặp nó trong những cái trường hợp nào? Noberu thì nó sẽ là phát biểu cái ý kiến của mình. À, iken no nobemas. Hoặc về cái vấn đề gì đó thì nó sẽ là iken no. Rồi xong rồi noberu nó còn cái gì nữa? Kansha no kimochi. Kimochi o noberu. Có nghĩa là phát biểu cái cảm xúc của mình. Ngoài phát biểu cái ý kiến thì nó còn là phát biểu cái cảm xúc á Vậy thì nó sẽ là câu câu 1 rồi ha các bạn. Đấy, kimochi o no Các bạn học thì các bạn khi mà bắt đầu học N3 ấy, các bạn thứ nhất là sao nhỉ? Các bạn không chỉ hiểu nghĩa của cái từ đó không mà các bạn phải hiểu được đó là cái từ đó nó dùng trong trường hợp gì, dùng trong cái tình huống gì, nó cũng rất là quan trọng ha các bạn. Trường à, trường hợp gì tình huống gì thì cái đó cũng quan trọng lắm nha à, các bạn không biết nó dùng trong trường hợp gì các bạn biết đó là heki bình thường các bạn dịch đó là bình thường nhưng mà nó dùng như thế nào đó thì thành ra là đối với bài này để các bạn thường hay bị tạch là vậy á và do cái số lượng người mấy bạn mà làm thi bài này các bạn sai nhiều quá thành ra là nếu mà các bạn lỡ đúng được câu này cái đôi khi cái số điểm của các bạn sẽ được nhân 3 hoặc nhân 4 lên à, thì đó do cái này đó là cái phần khó nhất trong cái đề thi mà các bạn ráng luyện được cái phần này ha chúng ta làm đúng 5 câu đôi khi chúng ta lại được khoảng tầm đó là 20 hoặc là uh, 20 điểm hoặc là 16 điểm gì đó để nếu mà cái trường học nhiều người sai quá đi Chúng ta lại đúng hết đi à, Thì chúng ta lại một số điểm khá cao như vậy à, Chúng ta khi mà học từ vựng Ở cái N3 nha Mình nói N3 nhá Thì ngoài cái việc mà biết nghĩa của nó Các bạn phải biết được cái cách sử dụng của nó Áp dụng trong tình huống như thế nào nữa Thì đó mới là tốt Rồi cảm ơn các bạn mình thì mình không có chuyên anh N3 cho lắm Mình không có chuyên like về anh N3 Mình không chuyên like về anh N3 nhé Chứ sự mình có dạy anh N3 Mình không chuyên like về anh N3 Nhưng mà đó là cái cách mà các bạn khi mà học anh N3 Thì sau này các bạn lưu ý ha Khi mà học từ vựng không chỉ giới nghĩa Mà còn phải áp dụng nó vào thực tế đời sống nữa Rồi cảm ơn các bạn Hôm nay thì mình chỉ like anh N3 tới đây thôi